khi nào không nên dùng khăn ướt. Nhiều người có thói quen dùng khăn ướt để lau mặt, vệ sinh mặt, tẩy dầu nhờn, bụi bẩn trên da mặt khiến da bị tổn thương. Theo bác sĩ Lê Vi Anh, khoa da liễu, thẩm mỹ da, bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tùy thuộc vào làn da, trang điểm hay không trang điểm để sử dụng phù hợp. Chỉ nên dùng khăn ướt khi đi đường bụi bẩn, dính nhờn, da bị mụn, dị ứng, viêm, nhạy cảm thì không nên dùng. Theo bác sĩ Vi Anh, khi trang điểm nhẹ, bạn chỉ cần lau khăn ướt là đủ để làm sạch da. Nên chọn loại khăn dành cho da nhạy cảm và chất lượng tốt để tránh cảm giác làm da bị châm trích hoặc có cảm giác còn vướng sợi sau khi sử dụng. Khi lau, bạn nên bắt đầu từ giữa khuôn mặt và hướng ra ngoài, lực lau nhẹ nhàng tránh trà sát. Không bỏ sót vùng chân tóc hay đường viền hàm khiến lớp dầu tích tụ gây mụn trứng cá và lão hóa da. Khi trang điểm đậm, bạn nên lau và rửa giữa rửa mặt ngay sau đó. Nếu có trang điểm mắt, bạn nên dùng nước tẩy trang hoặc khăn ướt lau riêng cho vùng mắt. Có thể để khăn ướt trên mắt 1 đến 2 phút giúp làm mềm và trôi lớp trang điểm mắt, rồi lau nhẹ nhàng để tránh dụng mi. Trường hợp da nhạy cảm, da nhờn, da khô ráp hay đang có vết thương hở hay các bệnh lý trên vùng da như mụn trứng cá, trứng cá đỏ, viêm da tiếp xúc dị ứng hay kích ứng, viêm da cơ địa thì không nên sử dụng khăn ướt. Các chất có trong khăn ướt như paraben Methylisothorozinol, chất tạo mùi và các chất bảo quản có thể gây nên tình trạng kích ứng da, dị ứng, nổi mẩn ngứa, thậm chí là viêm da, bác sĩ Vi Anh nhấn mạnh. Cũng theo bác sĩ, chất cồn trong khăn ướt sẽ khiến da thô ráp hơn, làm mất đi độ ẩm. Nếu da nhiều dầu, việc sử dụng khăn ướt để làm sạch dầu còn gây mất cân bằng lượng dầu tự nhiên trên da. Tuyệt đối không trà sát mạnh khi dùng khăn ướt lau mặt và các hóa chất trong khăn giấy ướt cũng làm cho da bị tổn thương và lão hóa nhanh chóng. Do đó, chỉ nên dùng khăn ướt lau mặt khi đi đường dính bụi bẩn hay khi đi chơi, du lịch cần vệ sinh nhanh hoặc những nơi không có nguồn nước sạch. Lưu ý dùng loại khăn có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, thành phần. Thông thường, nước là thành phần chủ yếu của khăn ướt, nó chiếm trên 90% và khăn ướt càng nhiều nước thì càng ít các phụ chất khác bác sĩ nói hạn chế dùng khăn ướt có mùi hoặc dùng loại có chiết xuất tự nhiên như từ lô hội hoa hồng thảo dược các chuyên gia liễu khuyên tránh lạm dụng khăn ướt để tẩy trang và ngưng sử dụng khăn ướt khi thấy da mặt bị kích ứng khiến nốt mụn sưng tấy đau rát lâu lành và dễ bội nhiễm thêm vi khuẩn